Liên Quân Mobile, thắng bại tại kỹ năng. Chào mừng các bạn đến với tâm điểm tướng Zip, tiểu quỷ quái. Là một tiểu quỷ với tính cách trẻ con tinh quái, Zip là hạt giống duy nhất của vực hỗn mang được Vera quan tâm và chăm sóc đặc biệt. Zip sử dụng bộ chiêu thức độc đáo của mình để bảo kê cũng như tạo đột biến trong giao tranh. Điều này khiến hắn trở thành một trợ thủ bảo kê hoàn hảo. Nội tại của Zip là béo Dodo. Khi Zip trở nên to béo, hắn được tăng miễn thương, đồng thời kẻ địch sẽ phải chịu sát thương phép mỗi giây khi ở gần hắn ta. Đặc biệt, lính và quái rừng sẽ phải chịu gấp đôi sát thương. Ác hận là chiêu 1 của Zip, hắn niệm chú tung chiêu theo hướng chỉ định, gây sát thương và làm choáng kẻ địch trúng chiêu. Kẻ địch gần mục tiêu trúng chiêu bị kết nối và hứng chịu sát thương bằng một phần sát thương Zip gây ra lên mục tiêu đầu. Trong thời gian kết nối còn tồn tại, Zip gây thêm sát thương khi đánh thường lên kẻ địch. Kẻ địch bị kết nối dù không trực tiếp bị Zip đánh thường nhưng vẫn nhận một phần sát thương từ hắn. Hai mục tiêu sẽ bị choáng nếu chúng đi xa khỏi nhau. Nếu không có đối tượng nào gần đấy, kẻ địch sẽ bị giảm tốc chạy. Chiêu 2 của Zip là khí thôn. Zip há to mồm, hút tất cả đồng đội cũng như quái rừng lân cận vào bụng. Sau khi hút được ít nhất một đồng minh, Zip được hồi máu. Đồng đội của Zip có thể chủ động thoát ra ngoài. Ngay sau khi thoát ra, họ nhận được một lớp giáp miễn phí. Trong quá trình này, Zip không thể đánh thường, được miễn khống chế, đồng thời nhận trạng thái to béo. Hút được càng nhiều mục tiêu, Zip được hồi máu càng nhiều. Hủy chiêu sớm sẽ giảm thời gian hồi chiêu của chiêu này đi rất nhiều. Chiêu 3 của Zip là lăn lông lốc. Zip biến hình thành một quả bóng, lăn theo hướng chỉ định, gây sát thương và hất tung kẻ địch trên đường lăn. Trong khoảng thời gian lăn, Zip nhận miễn khống chế từ mọi kẻ địch, tái kích hoạt chiêu thức để Zip dừng lại. Thời gian lăn càng ngắn thì thời gian hồi chiêu thức này càng nhanh. Zip không thể điều chỉnh hướng lăn, mỗi khi hắn va phải địa hình sẽ bật theo hướng khác. Tuy sở hữu ngoại hình khá khiêm tốn, nhưng độ chống chịu của Zip lại rất lớn nhờ khả năng miễn thương từ nội tại cùng với miễn khống chế từ các chiêu thức khác. Khí thôn là một kỹ năng độc đáo và toàn diện của Zip. Khi đi cùng xạ thủ không có khả năng trốn chạy, chỉ cần hắn hút vào, sốc sát thương ư, không được đâu gấu ạ. Khả năng chống chịu tốt, bảo kê đồng minh tuyệt vời, các kỹ năng tham gia giao tranh tốt, kỹ năng khống chế nhiều, Zip là một trợ thủ vô cùng hoàn hảo cho mọi đội hình. Lăn lông lốc của Zip có thể đưa đồng minh đi theo, điều này tạo nên những pha giao tranh hơn người hoặc các pha chạy thoát điên rồ của Zip cùng đồng đội. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tâm điểm tướng Zip. Hẹn gặp lại các bạn trong những tâm điểm tướng kỳ sau. Subscribe ngay Garena Liên Quân Mobile và ấn chuông để nhận tin về quà miễn phí, tướng và trang phục mới cùng giải eSports đỉnh cao.